Chào các bạn. Đây là món ăn bình dân rất quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của nhiều gia đình. Cùng vào bếp với mình để xem cách làm món ba chỉ xào mắm ruốc cho bữa cơm thêm thơm ngon và đậm đà nha. Nguyên liệu bao gồm 800g thịt ba chỉ. Ba chỉ các bạn chọn loại vừa nạc vừa mỡ xen kẽ. Rửa sạch, bỏ da, cắt khối hình vuông khoảng 1cm như vậy nè. 110g mắm ruốc chà Huế. Mắm ruốc Huế chế biến các món ăn rất thơm ngon. Nhưng nếu các bạn không có mắm ruốc Huế, các bạn dùng mắm ruốc hiệu khác cũng được. 60g đường. 1/2 muỗng cà phê bột ngọt. Bạn nào không ăn bột ngọt thì bỏ qua. Nhà mình dùng bột ngọt nhưng với một số lượng rất là ít thôi. 1 muỗng cà phê ớt bột Hàn Quốc. Mình rất hay sử dụng ớt bột Hàn Quốc trong các món ăn. Ớt này không cay, không ảnh hưởng tới mùi vị món ăn, nhưng lại giúp cho món ăn có màu cực kỳ đẹp mắt. Tiếp theo là một chén sả băm khoảng 120g, 30g tỏi băm và 30g hành tím băm. Cho hết thịt ba chỉ vào thau và ướp với đường khoảng 30 phút. Ướp đường giúp mỡ được trong và thịt không bị mặn khi cho mắm vào. Cho mắm ruốc cùng 100ml nước lọc vô tô. Quậy tan và để đây cho mắm lắng cạnh. Sau 30 phút làm nóng chảo trên bếp với 2 muỗng canh dầu ăn. Cho lần lượt sả, hành tím, tỏi băm vào phi vàng thơm. Tiếp tục cho thịt vào xào đến khi thịt xanh lại và bắt đầu ra mỡ. Xào đến khi các bạn thấy thịt cháy xém và bắt đầu tuôn mỡ ra như vậy nè. Cho hết mắm ruốc vô. Nhớ chừa cạnh dưới đáy tô lại, vì đôi khi mắm ruốc cũng có lẫn cát. Để lửa trung bình và xào cho mắm ruốc đều. Cho 1 muỗng cà phê ớt bột Hàn Quốc để món ăn thêm đẹp mắt và hấp dẫn hơn. Màu lên đẹp liền luôn nè các bạn. Đây là ớt tươi. Nếu bạn nào muốn xào thêm ớt tươi mà không muốn món ăn bị cay quá thì đừng ngắt cuống đi. Để nguyên cuống như vậy, cho nguyên trái vào thì sẽ không bị cay. Bạn nào ăn cay được thì khi ăn dầm trái ớt ra. Xào đến khi mắm kẹo lại, hạ xuống lửa nhỏ nhất, đậy nắp vung lại và rim khoảng 15 phút nữa. Sau 15 phút, cho bột ngọt vô đảo đều rồi tắt bếp luôn. Nấu tới đâu là mùi thơm dậy lên tới đó. Nhìn chảo mắm ruốc này, có bạn nào đói bụng không? Như vậy là xong rồi nè. Quá đơn giản luôn hả các bạn? Các bạn đã nấu sẵn một nồi cơm nóng chưa? Một lưu ý nhỏ xíu cho món này là các bạn phải nấu thật nhiều cơm vô vì sẽ rất hao cơm đó. Đây là một món ăn quá tiện lợi và thơm ngon cho bữa cơm của gia đình.
Để nguội, cho vào hũ, bảo quản được cả tháng trong ngăn mát của tủ lạnh. Khi nào ăn chỉ cần lấy ra hâm nóng lại là được. Riêng món này 2 ngày là hết sạch bách rồi các bạn ơi. Nếu thích các bạn hãy vào bếp và làm nha. Chúc cả nhà ngon miệng. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.